Chào mừng các em đến với kênh Mái trường tuổi thơ. Hôm nay, thầy giáo tiếp tục được đồng hành cùng với các em trong chương trình chữa phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống, tuần 29. Phần 1, trắc nghiệm. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Câu 1, đồng hồ bên đang chỉ A. 3 giờ 45 phút B. 9 giờ 20 phút C. 4 giờ 45 phút D. 4 giờ 9 phút. Các bạn quan sát thấy kim ngắn nằm ở giữa số 4 và số 5, có nghĩa là lớn hơn 4 giờ. Kim dài chỉ ở số 9, có nghĩa là 45 phút. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là 4 giờ 45 phút. Đáp án là đáp án C. Câu số 2. Dũng vào học ở trường lúc 8 giờ và tan học lúc 11 giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường mấy giờ? Các bạn thấy là từ 8 giờ đến 9 giờ là 1 giờ. Từ 9 giờ đến 10 giờ là 2 giờ. Từ 10 giờ đến 11 giờ là 3 giờ. Như vậy, đáp án chính xác là từ 8 giờ đến 11 giờ trưa là 3 giờ. Chúng ta khoanh vào đáp án B. Câu số 3. Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém sau. Ở đây chúng ta thấy kim ngắn chỉ vào khoảng ở giữa số 6 và số 7, có nghĩa là lớn hơn 6 giờ. Ở đây là 6 giờ 45, nhưng chúng ta đọc là đọc giờ kém. Vậy ta sẽ đọc là 7 giờ kém 15 phút. Ta lấy tròn 7 giờ là kim dài chỉ số 12 và ta đếm ngược lại 5, 10, 15. Vậy ta đáp án ở đây chính là 7 giờ kém 15 phút. Như vậy ở bài tập số 3 này, khi xem đồng hồ ta có hai cách đọc. Cách thứ nhất là ta cách đọc giờ hơn. Đọc giờ hơn ta lấy chỉ số dưới đó là 6. 6 giờ 45 phút. Nếu các bạn lấy chỉ số trên, chúng ta sẽ đọc giờ kém. Ta đọc là 7 giờ kém 15 phút. Câu số 4. Hôm nay là thứ tư, ngày 27 tháng 5. Thứ tư tuần trước là ngày bao nhiêu tháng 5? Các bạn thấy là một tuần có 7 ngày. Như vậy sau 7 ngày nó sẽ lặp lại ngày thứ mà ở tuần đó nó đang đứng. Thứ tư ngày 27 tháng 5 thì thứ tư tuần trước ta trừ đi 7 sẽ là ngày 20 tháng 5. Ta điền đây là 20 tháng 5. Hôm nay là thứ ba, mai là 19 tháng 5. Thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu? Hôm nay là thứ ba, mai là thứ tư là 19 tháng 5. Vậy thứ năm sẽ là 20 tháng 5. Ngày 20 tháng 5 sẽ là thứ 5. Vậy thứ 5 tuần sau của chúng ta sẽ là 27 tháng 5. Câu số 6. Các tháng có 31 ngày, đó là những tháng nào? Thì đó là các tháng có 31 ngày, gồm có tháng 1, tháng 3, chúng ta đánh vào đây có đủ không nhá. Không đủ chúng ta sẽ viết tắt. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10,
Và tháng 12. Chỗ này không đủ chỗ ghi, thế nó viết xuống dưới. Như vậy các tháng, tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày. Tháng 4 có 30 ngày. Các bạn nghĩ. Tháng 2 thường có là 28 ngày. Năm Nhuận thì sẽ có 29 ngày. Câu số 8. Một năm có 365 ngày. Một năm có bao nhiêu tuần và bao nhiêu ngày? Ta sẽ lấy 365 chia cho 7 được 52 tuần. Và dư một ngày. Như vậy thầy giáo đã hướng dẫn các bạn xong phần thứ nhất. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, tự luận. Bài 1 số. Ở đây các chúng ta thấy này, người ta điền các số vạch chia đơn vị là phút 0 này, 5, 10, 15, 20. Tiếp theo sẽ là 25. Rồi đến 30. 35. 40. 45. 50. 55. Đây là các vạch chia giờ, chia số phút ở trên mặt đồng hồ. Bây giờ chúng ta quan sát sang phía bên phải. Đồng hồ bên này chỉ 8 giờ 20 phút vì kim ngắn nằm ở giữa số 8 và số 9. Kim dài chỉ ở số 4 là 20 phút. Đồng hồ tiếp theo là đồng hồ màu xanh lá. Kim ngắn chỉ vượt qua số 5, vậy là đang chỉ thời điểm là 5 giờ. Kim dài chỉ ở số 1, vậy là 5 phút. Đồng hồ tiếp theo màu xanh lam. Kim ngắn nằm ở giữa số 3 và số 4, vậy đây chính là 3 giờ. Kim dài chỉ ở số 7 là 35 phút. Bài số 2. Xem đồng hồ và viết giờ bằng hai cách gọi theo mẫu. Các bạn quan sát đồng hồ màu xanh. Kim ngắn nằm ở giữa số 5 và số 6. Do đó ta đọc giờ hơn là 5 giờ. Kim dài chỉ ở số 10 là 50 phút. Ta đọc là 5 giờ 50 phút. Hay nói cách khác là kim ngắn chỉ ở tiến sát về số 6. Bây giờ chúng ta sẽ đọc là 6 giờ kém. Và ta sẽ đếm ngược từ 12 trở lại. 12 đến 11 là 5 phút. Tiếp theo sẽ là vạch nữa, sẽ là thêm 5 phút nữa. Ta có 10 phút. Vậy chính là 6 giờ kém 10 phút. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đọc giờ tiếp theo. Ở đây là 7 giờ 45 phút. Hay 8 giờ kém 15 phút. Ở đồng hồ tiếp theo, chúng ta thấy là kim ngắn vượt qua số 4 và trực sắp tới số 5. Nếu ta đọc giờ hơn, ta đọc là 4 giờ 40 phút. Hay 5 giờ kém 20 phút. Thầy đã hướng dẫn các bạn làm xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Xem tờ lịch tháng 6 dưới đây và trả lời câu hỏi.
Trại hè tổ chức từ ngày 4 tháng 6. Thầy giáo cho khoanh vào. Trại hè được tổ chức từ ngày 4 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6. Hết ngày 18 tháng 6. Như vậy, trại hè diễn ra bao nhiêu tuần? Từ ngày 4 đến ngày 18. Diễn ra là 15 ngày. Như vậy trại hè diễn ra chia cho 7 ta được 2 tuần, vậy trại hè diễn ra trong 2 tuần. Thời gian đăng ký trại hè đến hết ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Ngày đầu tiên, chủ nhật đầu tiên của tháng 6 là ngày 4, vậy ta sẽ trả lời là thời gian đăng ký hết hạn là ngày 4 tháng 6. Tháng 6 có mấy ngày chủ nhật? Ở ta đấy có 1 2 3 4, như vậy tháng 6 có 4 ngày chủ nhật. Đó là ngày 4, ngày 11, ngày 18 và ngày 25. Ngày 4, ngày 11, ngày 18 và ngày 25. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các bạn cách xem đồng hồ và xem lịch. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.